thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính của Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách chương trình gồm có nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, master toán của Hoa Kỳ. Đề tài hôm nay anh em chúng tôi nghĩ rằng cần đưa ra phân tích bởi vì liên quan với nhiều thời sự rất quan trọng. Đó là cái tựa đề như thế này: Trung Cộng thấm đòn độc của Mỹ. Sau khi phân tích, nếu còn thì giờ, anh em chúng tôi như thường lệ sẽ điểm một vài cái tin cho sát với thời cuộc. Bây giờ xin phép đi vào phân tích để tranh thủ thời gian. Kính thưa quý vị, Trung Cộng thấm đòn độc của Mỹ. Cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục bế tắc từ năm tháng 5, 2019. Tổng thống Trump bác bỏ vì Trung Cộng lật lọng hết các thỏa thuận hai bên đàm phán cả chục tháng qua. Họ sửa lại gần hết. Hôm 15 tháng 5, Trung Quốc bồi thêm, Tổng thống Trump bồi thêm một cú hồi mã thương nữa. Ông ký sắc lệnh đưa Huawei vào sổ bị đen của các công ty có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, khi đưa vô an ninh quốc gia thành ra những tội của Huawei nếu mà bị sửa, bị truy tố và xử án thì do tòa án binh giải quyết chứ không phải tòa án tư pháp nữa. Huawei như lãnh một cú nhất dương chỉ của Mỹ bị tẩu hỏa nhập ma. Trung Quốc bị Hàn phong trưởng. Các công ty ngoại quốc sản xuất kinh doanh ở Trung Quốc tam thập lục kế, thưa quý vị, dĩ đào di thượng. Tổng thống Trump còn chơi độc hơn nữa. Ông chỉ đường sinh lộ cho họ có thể về lại Mỹ hay rời qua Việt Nam hay các nước lân cận không bị áp thuế. Trung Cộng định phản công, bán ra trái phiếu đã mua của Mỹ và dùng đất hiếm để chống Mỹ, nhưng suy đi tính lại hại nhiều hơn lợi. Trước nhất, Trung Cộng bị Mỹ trực tiếp đánh vào tứ huyệt tử huyệt như bị phế võ công, trưởng lực. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ cấm các công ty Mỹ bán thiết bị bí quyết cho Huawei, và sắc lệnh cũng khuyến cáo các nước đồng minh hay đối tác với Mỹ có chia sẻ tình báo với Mỹ không nên mua hay xài thiết bị do Huawei sản xuất, có thể bị Huawei ăn cắp. Gián điệp bí mật được chia sẻ với Mỹ. Giới quan sát nhận định bằng một cách khóa cửa không cho Huawei tiếp cận công nghệ Mỹ, Tổng thống Trump đã nhắm vào gót chân Achilles của người khổng lồ chân đất Trung Cộng. Giới phân tích và chiến lược gia, chiến tranh tinh học nhận định cho biết đây sẽ là một đòn đánh mạnh gây choáng váng cho các tập đoàn Huawei, vốn dĩ lớn mạnh được là nhờ vào công nghệ của Hoa Kỳ, đặc biệt là chip điện tử mà phần mềm của Mỹ đã bán cho Huawei trước đây. Nếu Huawei bị cắt hoàn toàn nguồn cung công nghệ của Mỹ, đó sẽ là điều thiệt hại nhất, đe dọa sự tồn vong của Huawei của Trung Quốc. Theo nhận định của văn phòng Eurasia Group như thế này, thì lúc đó Huawei không có thể giữ được hình hài như hiện nay nữa. Cái câu này nếu mà người Pháp nói tức là bỏ mạng đó, thưa quý vị. Google lại đại công ty của Mỹ thông báo cắt cầu với Huawei, trong khi mà sản phẩm của công ty Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào hệ điều hành Android do công ty Mỹ làm chủ. Không có Android, Huawei làm sao có thể thuyết phục được khách hàng mua các điện thoại di động mà không có các ứng dụng của Gmail, của YouTube hay là của bản đồ Google.
Hoa Vi khoa trương đã chuẩn bị hệ điều hành riêng, nhưng chỉ nói bằng miệng chứ không thể làm. Vì trên không gian ảo hiện chỉ có hai hệ điều hành, hệ thống thống trị thế giới điện thoại thông minh Android chiếm được 75% thiết bị. Còn lại là iOS, độc quyền của Apple. Khó có thể tạo ra được một phần mềm mới nào để thay thế. Những tên tuổi lớn như Nokia, BlackBerry và Microsoft đã từng thử và đều thất bại. Về mảng công nghệ truyền dẫn dữ liệu, không thể phủ nhận Hoa Vi đã đi đầu trong lĩnh vực thiết bị mạng 5G. Nhưng ở đây Hoa Vi không phải không có điểm yếu. Mỗi năm công ty phải chi 67 tỷ đô la mua thiết bị, trong đó 11 tỷ cho các nhà cung cấp thiết bị Mỹ. Tuy nhiên, một hoạt động công ty Mỹ trong lĩnh vực này như Qualcomm, Quovo và Texas Instruments đã tạm ngừng cung cấp thiết bị cho Hoa Vi. Nhà chế tạo phần mềm Oracle và Microsoft cũng làm ăn nhỏ giọt với vị khách hàng lớn Trung Quốc này. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo những yếu tố như vậy có thể làm tổn hại tham vọng của Hoa Vi trong lĩnh vực 5G. Trung Cộng bị thấm đòn độc của Mỹ, đánh thuế. Trung Cộng và Hoa Vi. Doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Mỹ, bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh làm ăn ở Trung Quốc, bỏ sở chạy qua nước khác làm ăn để tránh thuế. Mỹ không khan hiếm hàng hóa khi Trung Cộng hạn chế túc số hạn ngạch của hàng hóa Trung Cộng nhập xuất cảng qua Mỹ. Hơn nữa, từ khá lâu, dân Mỹ đã không thích hàng Trung Quốc. Dù nó rẻ, nhưng thưa quý vị, hàng xấu, độc, giả. Nên kể cả người Mỹ gốc Việt của chúng ta, qua đây mới 40 mấy năm, kinh tế còn ở cái mức mà gọi là trung bình, chứ chưa cao lắm. Cũng tôi đi chợ, thưa quý vị, chợ Việt Nam á, tôi thấy quý bà dở lên thấy Made in China thì để xuống, rồi tôi lại tôi coi, họ can tôi, ông ơi đừng có mua nha, đồ của tàu á, nguy hiểm đó. Đó, quý vị thấy cái cuốn sách mà Death by China, chết vì Trung Quốc của ông tác giả đó, bây giờ là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Trump, thưa với quý vị, có ảnh hưởng rất lớn, rất rất lớn. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải hôm 22 tháng 5, 2019 công bố trên gần một nửa doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đã rời hoặc đang dự định rời khỏi đây, tức là rời khỏi Trung Quốc do chiến tranh thương mại giữa hai nước. Chưa hết đâu. Các hãng tin như Bloomberg và Reuters hôm 22 tháng 5 2019 đã cho biết sau khi cho Hoa Vi vào danh sách đen, các mục tiêu sắp tới của chính quyền Donald Trump có thể là 5 công ty Trung Quốc sản xuất camera giám sát, đặc biệt là Hikvision, chuyên về công nghệ nhận diện được sử dụng rộng rãi ở Tân Cương. Những nguồn thông thạo tin khác cho Bloomberg hay chính quyền Mỹ lo ngại Hikvision lẫn Dahua Technology với các camera có công nghệ nhận diện được sử dụng để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Tân Cương, có thể phục vụ cho gián điệp. Theo Bloomberg, bên cạnh hai nhà sản xuất thiết bị giám sát lớn nhất thế giới là Hikvision và Dahua Technology, danh sách đen của Mỹ có thể gồm các Q2 Technology cùng với SenseTime Group và MedView, công ty mẹ của Faster++, chuyên về phần mềm xử lý hình ảnh. Thứ đến, phản ứng của Trung Cộng. Trung Cộng có muốn bán trái phiếu đã mua của Mỹ để trả đũa đỡ đòn, nhưng làm thế thì lợi bất cập hại. Giới chuyên gia thấy
Trung Cộng bị Mỹ dồn đến con đường cùng, Trung Cộng có thể dùng đến một số loại vũ khí lợi hại như bán trái phiếu Mỹ để ngăn chặn. Đồng nhân dân tệ trượt giá, Trung Cộng đã mua khoảng 1.130 tỷ đô la trái phiếu Mỹ. Theo phân tích của CNBC, cho đến thời điểm này, trái phiếu Mỹ vẫn được xem như là một công cụ hữu hiệu để Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ mỗi khi đồng tiền bị sụt giá. Theo ghi nhận của giới quan sát, người dự trữ trái phiếu Mỹ của Trung Quốc trong những năm gần đây đã sụt giảm mất 13%. Theo Jeff Flinger-Honfer tại Tarbor Investment Management trên tờ Capital cách nay một năm, thì Trung Quốc cũng sẽ chẳng được lợi gì nếu bán hết số trái phiếu Mỹ, bởi vì đấy sẽ là một vũ khí răn đe hiệu quả lớn nếu Trung Quốc nắm giữ trong tay. Bán đi rồi, Trung Quốc chẳng còn vũ khí gì để mà răn đe nữa. Trung Cộng cũng muốn dùng vũ khí đất hiếm chứa kim loại hiếm để chống Mỹ, nhưng không dám vượt rào chắn đỏ. Tin AFP của Pháp nhận định, giới chuyên Pháp so sánh, trong một cuộc chiến thương mại Mỹ hiện tại, kim loại hiếm là một dạng vũ khí răn đe của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc sẽ không dám vượt qua lằn ranh đỏ. À, tôi đến đây tôi xin hỏi bác là cái đất hiếm có phải là hiếm có không ạ? Đất hiếm thì sẽ cái bằng chữ rare, tiếng Anh là rare đó. Rare. À. Cái đó là không phải ta cần đất, vì đất nó chứa 12 cái loại. 17. 17 cái, vâng, cái loại kim loại. Kim loại. Vâng. Mà những cái kim loại này thì nó quý lắm. Nó ít mà nó quý lắm. Chiến tranh để sản xuất ra những cái máy móc điện thoại hay là vân vân, nhiều thứ là phải cần tới nó. Cái đất, cái chính đó, không phải Hoa Kỳ không có đất hiếm đâu. Họ có rất nhiều ở cái vùng California này, ở gọi là Mountain Pass, tức là cái đèo của cái núi Mountain. Thưa quý vị, Hoa Kỳ năm 1960 đã từng sản xuất số 1 trên thế giới rồi. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ không làm nữa? Khai thác tốn kém mà ô nhiễm môi sinh nên Hoa Kỳ không làm nữa. Các anh Trung Cộng anh đứng ra, anh xin khai thác cái quặng đất hiếm trở về bên Trung Cộng, thưa quý vị, để mà lọc ra cái kim loại. Thành ra không thể lấy đất hiếm mà hù dọa, làm áp lực bắt bí. Trung Cộng không thể lấy đất hiếm để mà hù dọa bắt bí người Mỹ. Không bao lâu, có thể nói rất là nhanh, Bộ Quốc phòng đã trình rồi, Bộ Quốc phòng đã trình xin ngân sách Quốc hội rồi để sản xuất lại đất hiếm để tránh những cái bắt bí của Trung Cộng. Xin quý vị đừng rời máy. Sau vài phút thông tin thương mại, nên chúng tôi sẽ tiếp tục.